Hello, xin chào các bác nhé. Thì có clip này em lên cho bác một lô nồi nhá, Mitsu Cup Nách này, hàng tôi nói là đèo các bác nhé. Đấy, các bác cùng đón xem clip với em nhá. Em xin lại trên quay cho một chút đã. Đấy. Thì mã đầu tiên em lên cho bác đây là một em Mitsu Cup Nách đây. Con này màu đỏ nhá, tương đối là tươi này. Đấy. Mã hiệu của nó đây, NJV 10J1 nhá, hình thức còn khá là ok này. Đây, thành vách khá là ok nhá. Con này là đời 1 lít này. Con này đời 2013 các bác nhé. Điện 100V công suất nó là 1270W nhé. Còn khá là ok các bác này. Đấy, khá đẹp. Đấy, màn hình lớn nhá. Mình đen led lớn này. Đấy. Dòng chiếc đây. Dòng chiếc của nó khá là ok nhá. Đấy. Còn lành lặn này, nhưng cái màu gạo lứt thì không để ý rồi. Đây, cái này thì hơi một tí các bác nhé. Đấy. Đây, xoong chiếc này thì đây các bác nhá, đây có một chấm này, đây chấm nhá, còn lại là khá là ok bác này. Con ra kia đi, ra kia để cậu quay. Đấy, còn lại là khá là ok các bác nhá. Xoong này, xoong carbon này, rất dày các bác này. Đấy. Đấy, nấu nước thì bình thường các bác nhá. Tắt này, menu này. Đấy, menu ok hết các bác nhé. Đấy, chọn gạo này, gạo trắng chứ cho bình thường nhé. Đây, gạo trắng này, gạo không vo này, ok hết các bác nhé. Đấy, thì mã số 1 các bác này, mã số 1 này. Xong chiếc thì còn ok, xong chiếc thì đây. À, nóng rồi, nóng. Mã số 1 nhá, với giá là 600k này. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 329 755 chúc em với. Đấy. Về các bác này, nó cơm nó dùng con khá là ngon nhá, khá là đẹp quá đấy. Đúng này thì... tiếp theo mã số 2 này, đây một con này con trắng nhá các bác nhá. Đây chỗ này thì lúng lỗ này, đi nó rơi đây lúng lỗ này. Đấy, mã hiệu nó đây NJVM 108 nhé. Đấy, con này đời 2015 này. Điện 100V nhé. Công suất của nó là 1200W này. Khá là mới các bác nhé. Khá đẹp này. Đấy. Đây. Đây các bác nhé. Dòng chiếc của nó là khá là ok này. Còn mới tinh luôn nhé. Đấy. Dòng đẹp. Đấy, xong chiếc của nó này. Các bác nhá, đây tiếp theo mã số 2 này, xin lỗi các bác nhá, vừa ăn ấy thì có cuộc gọi đến đây. Đấy, dòng chiếc của nó là khá là ok này, đây bụi bẩn tí này. Đấy, khá là đẹp các bác nhá. Đấy. Đây các bác này. Xong đây, xong này thì nói chung là nó cũng có cái vết gọi là cái vết rửa xong nhá. Vết rửa xong rồi. Xong tôi là ok nhá, cảm rất thích nhá. Đấy. Đấy, con này nấu này, tắt này, menu nhé. Menu bình thường các bác, lúng lỗ thì lúng lỗ, nhưng menu vẫn bình thường các bác nhé. Đấy. Đấy, bình thường các bác nhé. Nấu bình thường này, con này cân mã số 2 này, với giá là 580k các bác nhé. Đấy, bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em vậy. Đây, lúng một lỗ này. Lúng lỗ thì các bác có gì bác dán vào là được nhé. Đá nóng rồi nhé. Đấy. Dạ, như chua thì các bác. Tiếp theo mã số 3 các bác này. Mã số 3 nhá. Đấy. Một em Mitsu Cup Nách này. Đấy, cái Mitsu Cup Nách nhá, hình thức cũng khá là ok các bác này. Đấy. Màu mận này, tương đối là đẹp các bác này. Đấy. Con này là đời 2014 nhá. 100V này, công suất của nó là 127 nhá. 127W này. Đây, xong chiếc của nó là khá là ok này. Đấy. Khá là đẹp các bác nhé. Đây này. Cái màu gạo lứt thì không nói rồi. Đấy, xong đây.
xong rất nặng các bác nhé, xong này chắc phải tầm cân mất rất nặng này. Đấy. Nói chung là khá là đẹp con này, để nhìn khá là mới nhé. Con này thì còn nguyên pin các bác này, còn nguyên pin nhé. Đấy. Đấy. Nấu nước của nó ok nhá. Ra đi luôn chị. Menu này. Đấy, con này có màn hình LED nhá. Đấy, màn hình LED này. Đây là mã số 3 nhá. Màu đỏ mận này, đá 014 dung tích 1 lít, con này khá đẹp nhá. Thế giá là 700k này. Đấy, bác nào xuất hàng thì vui lòng liên hệ với em nhá, 0983 329 755 giúp em với. Tiếp theo mã số 4, chị đi em. Mã số 4 đây là một em Mitsu cắp nách tiếp tục nhé. Đấy, con này còn nguyên pin này, hình thức khá là ok nhé. Đời 2015 này, dung tích là 1 lít, điện 100V nhé. Công suất của nó là 1350W nhé, còn khá là đẹp này. Đấy, hàng bóng bẩy như hàng mới, như hàng lướt. Mặt này đây, trên này nó có cái gì ấy, bác về có chỉ có lau cho nhau ấy. Ui, con này được cái son đẹp thế. Đây các bác này, giòn chiếc của nó khá là ok nhé, giòn đẹp này. Đấy, đầy nhé. Nắp của mặt nằm này cũng khá là ok các bác nhé, nói chung là mặt nào cũng đẹp, đẹp hết các bác nhé. Đây son này, son carbon nhé các bác nhé, rất dày nha. Đây son này còn đẹp, son VIP các bác nhé, son vân này lồi là vân son VIP các bác này. Đấy, nói chung là không có vết gì quá là nhiều luôn, không có vết gì luôn nhé các bác nhé. À, đẹp đây một tí này, một tí chấm đây các bác nhỉ, nhưng không để ý đâu. Đấy. Này các bác nhìn cái miệng son nó dày này, khá là dày này. Đấy. Dạ. Đây các bác nhá, con này VIP nhá, con này cả giọng nói của gái Nhật này. Giọng nói xong VIP biết này. Thì con này con mã số 4 nhá. Mã số 4 này với giá là 1 triệu các bác nhá. 1 triệu này, có giọng nói của gái Nhật này. Đấy, mã số 4 này các bác nhá. Đấy, 1 triệu này. Em lại. Đấy, con này có màn hình LED các bác này. Xi hàng hôm 20 mas, menu các kiểu này, đấy, khá là ok các bác nhé. Bác nào chốt hàng thì vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 329 755 chúng em với. Đó, nói chung là hàng nào thì đây các bác này, hình thức khá là đẹp luôn nhá. Đấy, đây, nó xoang luôn này, xoang VIP luôn nhá. Tiếp theo mã số 5. Cũng là mã kết thúc này nhé. Đấy, đây các bác này. Đây, lại một em như vậy nhá. Con này màu đỏ nhá. Trên đây các bác này, viền 3D các bác này. Con này viền 3D các bác nhá. Viền như kiểu là gọi là carbon ấy. Tương đối là ok nhá. Hình thức khá đẹp con này. Đấy. Con này đời 2016 này. Điện 100V nhá. Công suất có là 1200 này. Đấy. Đây. Ui, con này xoang đẹp rồi các bác nhá. Đây các bác này, giòn chiếc còn khá là đẹp này. Đây, này như mới, hàng như hàng lướt. Đấy, đây, nói chung là cái lô này cái nào cũng đẹp các bác nhé. Đấy, sáng sủa này. Đây, giòn chiếc của nó là mới tinh các bác này. Thật sự không có vết gì nhiều quá nhiều. Đẹp các bác nhé. Đấy, khá là ok luôn đấy. Đấy. Đây có này, trồng chiếc đẹp hết luôn này. Đấy. Điện đó làm sao. Đây con này có màn hình LED các bác này. Đấy. Màn hình LED đấy các bác nhé, rất rộng nha. Màn hình tất cả màn hình lớn hết này. Không có nào màn hình nhỏ đâu các bác ạ. Con này thì không có giọng nói, nhưng được cái là cái mặt nó đẹp này. Cái mặt nó khá là ok các bác nhé. Đấy. Tắt này, menu các kiểu này. Đấy, thì con này là mã số 5 mà cũng mã kết thúc clip này nhá. Mã số 5 này. Con này em với giá là 800k các bác nhá.
xoong đẹp, xoong đẹp các bác nhé. Đấy, thì bác nào xuất hàng thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 329 755 giúp em với. Thì em đã vừa kết thúc clip là 5 con hồi cắm nách các bác nhé. Đấy, thì em vẫn còn đây, còn bếp ga các kiểu các bác nhé, bếp ga này, bếp ga thì giá thì chỉ hơn tầm hơn 1 triệu một chút thôi. Đây là những cái dòng như này tầm 1,6 triệu, tầm 1,6 triệu thôi. Thế là quay đầu các bác nhé. Đấy, bác nào chốt thì vui lòng liên hệ với em nhé. Em chào các bác, hẹn các bác clip tiếp theo ạ.